បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានលំហាត់ល្អមួយទៀតហើយបាទលំហាត់ដោះស្រាយសមីការនេះធ្លាប់ចេញនៅថ្ងៃទី លំហាត់មួយនឹងគេឲ្យមកអញ្ញត្តិ២មានន័យថាអញ្ញត្តិអំផងអញ្ញត្តិអំផងអញ្ញត្តិអិចផងប៉ុន្តែយើងមើលគេឲ្យដោះស្រាយសម័យកាលនឹងគេប្រាប់ទៀតប្រធានវីគេថាចេះអិចគឺជាអញ្ញត្តិនៃសម័យកាលអញ្ចឹងមានន័យថាបងប្អូនគាត់គ្រាន់តែឃើញអញ្ញត្តិអំនឹងអិចនឹងគាត់ឆ្ងល់គាត់ថាធ្វើឲ្យទៅធ្លាប់តែឃើញតែអញ្ញត្តិតែមួយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំឆ្ងល់ណាព្រោះគេប្រាប់មកហើយនេះគេប្រាប់ថាអិចគឺជាអញ្
bạn chứng lùm hạt phổ thế cứ chia lùm hạt môi đại mình liệt cả nè nghe số thế dương mưa thọ khnề anh lấy dương mưa nè phía bay đam bay đam sai mấy ca để miền phía bay chia lê chứ ông trời giờ phía bay luôn tới pi những bốn nghìn phần này bốn ít mà pi cái này chẳng mình tham bay sợ ông biết cứ pi cái này thông sinh kì chẳng kì giờ bốn đang tạm đòn bà trước ông quả đắt phía bay bốn mà bà làm hạt đăng ca sớm ấy bà lõng bà ôn quạt ngọt ai ca nhóm trọc tật phơ mềm dù ông quạt tha bọc sài mấy cá bà miên ở nhạc bì chăng lục bồn bật xử lên á chứng chứng khó là dô phía bánh buồn mà dùng công kết ở hư ở nhạc năng dùng dô phía bánh buồn anh ấy có buồn anh ấy có buồn xua thả nè vì miên buồn cực còn nữ bà vì miên phía bánh dịp buồn hình chứng dương ở thở ca phía bánh tiết hình chứng mình đã dương từ xe phía dọc mọt với thòm nà máu tờ chị bày ếch bọc ở bì ấm đó ai bị bòn mà phải mùi ní bà chân này cái này bòn bòn đó cái gì phía bánh viêm miên tập pi chứ nghe chân tập bây giờ bán bún bòn giờ pi đức cô này mà ăn pi cô này pi bàn tay bà sân chỉ bòn bòn giờ phía bánh cô đừng pi á phía giờ đức bòn cô đừng pi đài chân mình nên là pi cái tay ghế đó cái nhé tay ấm bầu ấy bạch bạc cái nhé khi nghỉ đấy và tóc mau thơm mày tiệt tóc mau nghỉ đấy nhưng lúc phía bánh chào mau rồi chỉ ra cho mình này tha cái thơ chi bày ếch bột ở vị ấm độ ở vị quán mà phải ngồi bạn trước mình đấy ha thì bánh trời bàn lục chảo cho hàng này với nhỏ này khai nếp ôn côn châu mà viêm miên toàn côn nhé họ cho nhiều mới đó pi côn đường ấm máu trên pi ghế đó này pi ấm bột chấm muối nặng đi bột pi côn đường ấy trên pi ghế đó này nhé mở đầu thế nhé pi côn ấm trên pi ấm chấm lại pi côn chấm muối nặng ấy trên pi ấy bạn tọt máu dương chập ra mở xì xong lấy việc chân tọt ôn bao rồi mà ông thì môi từng ngõ máu mình đây than trẻ dương rồi lấy tọt ông thì phí cứ ẩn nhát mà ông thì môi từng ngõ bản chân mình đây thằng bảy ở máu bộ ở pì ở máu họ độ này hồi máu độ ở pì ẩm nè nhưng phải lái ấy độ đấy bộ pì ở giúp ôn rồi mà ông thì môi máu vì mình từ chuyện độ ở pì ghế độ ở pì trong này khăn này ở lớp ôn mưa tọt này độ pì toàn mán tọt này đó pi pon mà phải mùi ôn rung cho ông tivi tới mình này thà đó tới chia bộ ở pi pon mà phải mùi tập mà pon pon chập ra mờ thế nhé anh ấy bộ pi âm anh ấy đó pi âm o đấy o hay chưa nhé pi đó pi cứ o chắc hàng này mình dùng mực bay đội pi ấy nhá bay đội pi sao mán tọt nè bà sao mùi chắc mình này đang là sót ấy dường bà sót ấy cho chồng này thằng này khăn này khơi mán tọt nè ปีปอนมาเผยมวยหนึ่งหายบ่าปีปอนมาเผยมาเผยมวยจึงเธอไปเจ็ดจึงสมัยกาเยื่อคือจำลองวิเคราะห์คนหนึ่งจึงโอนก่อนจะลอยมั้งดูดีมั้งบ่าดูดีสมัยกาเมียนหรือบ่าเมียนหรือไปเยื่อสมาร์นั้งปีปอนมาเผยมวยบ่าบานนี้คือชีประเภทลมหายอมวยสำหรับปอนปอนเตรียมประลองดีพลอมในคำบอกในบัตรให้ยมชื่อเจ้าท่าปอนปอนต่อออกเหนือนั้นขัดความปรังปรายในโซบัตรดำไปยกสัญญาบัตรมวยบัตรโซมออกคน